Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Triều Lê Dịnh, Dương Tử bị đào lại ảnh cụ Nghi vấn giao kéo một lần nữa rộ lên Triều Lê Dịnh là một trong những ngôi sao gây tranh cãi của làng giải trí xứ Trung Từ xuất thân cho tới con đường phát triển sự nghiệp Nữ diễn viên đều bị so sánh với loạt đối thủ sừng sọ khác như Angela Baby, Dương Mịch, Đáng chú ý, nhan sắc của mỹ nhân họ Triệu từng vô số lần vướng nghi vấn giao kéo. Mới đây, những hình ảnh từ năm 2006 của Triều Lê Dịnh trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao của Yahoo và danh giải quán quân. Tuy nhiên, visual của nàng Sam Sam khiến nhiều người bất ngờ khi quá khác so với thời điểm hiện tại. Năm 20 tuổi, cô nàng sở hữu gương mặt vuông cùng hai má bánh bao, khác hẳn gương mặt vi lai ở thời điểm hiện tại. Không chỉ Triều lệ Dịnh mà mới đây netizen đang xôn xao bàn tán về bộ ảnh bốn tấm gây lú của một mỹ nhân xứ Trung. Thoạt nhìn lần đầu cô gái này bị nhận nhầm là thành Angela Baby. Một số khác bình luận đây là Dương Mịch. Vậy nhưng kết quả bất ngờ nhất lại là Dương Tử, mỹ nhân cá mực hầm mật nổi tiếng. Trên mạng xã hội, Dương Tử khoe bốn tấm hình kèm theo dòng nhắn, những tấm selfie bị lãng quên những năm qua. Trong hình, cô nàng bắt lú dân tình với tóc mái bằng, đôi mắt mở to, gương mặt thon gọn có phần khác biệt hẳn so với ảnh ngoài đời. Trên Weibo, một blogger còn đặt câu hỏi dành cho netizen, nhìn lần đầu bạn có nhận ra đây là dương tử hay không? Bên cạnh đó có một vài xin nét thể hiện bất ngờ, cô ấy thẩm mỹ đấy à, lại giao kéo phải không? Trong quá khứ, Dương Tử gây ấn tượng với vai Hạ Tuyết trong nhà có trai có gái. Thời điểm đó, Dương Tử sở hữu gương mặt bầu bỉnh, dễ thương. Tuy nhiên, khi tên tuổi trở nên nổi tiếng, Dương Tử bị soi loạt ảnh với nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Rất nhiều chi tiết trên gương mặt nữ diễn viên đều bị dân tình cho rằng đã đụng chạm giao kéo. Tuy nhiên đối diện với những nghi vấn này, Dương Mịch từng trả lời trong sâu truyền hình trò chuyện với MC Kim Tinh nổi tiếng rằng vì có tặng người dễ béo nên trước đây trong cô khá mập mạp. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Tử đã tích cực giảm. Nhận... Theo lời nữ diễn viên, không chỉ có vóc dáng mạnh mai hơn mà cả gương mặt của Dương Tử cũng thay đổi. Đối với lời chia sẻ này, Dương Tử khiến cộng đồng mạng chia ra làm hai ý kiến, một nửa tán thành và tin tưởng. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận cho rằng Dương Tử không thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, dù bằng chứng đã rõ như ban ngày. Không chỉ nhìn phốt giao kéo, chuyện tình cảm của nữ diễn viên của nguồn nào không kém. Nhắc đến đời tư tình ái của Dương Tử, có thể kể đến hai cái tên, Hoắc Kiến Hoa và Tần Tuấn Kiệt. Năm 2017, truyền thông Hoa Ngữ từ ngồn nào về tin đồn, một sao nam Đài Loan khiến một tiểu hoa mang bầu, không chỉ vậy còn phải phá thai. Điều đang nói blogger này còn viết tắt hai tên IZ và HGH, được cho là nhằm tới Dương Tử và Hoắc Kiến Hoa, bởi cả hai từng đóng phim chung và có mối quan hệ thân thiết. Phía đưa ra thông tin còn úc mở, sao nữ trong câu chuyện thị phi này những năm trước là sao nhí vô cùng nổi tiếng, rất xinh đẹp và diễn xuất tốt. Về phía nam, người này vốn có hình tượng lão cán bộ, cả hai trên phim trường rất thân thiết và thường xuyên đối chiếu kịch bản cùng nhau. Và rồi sau nữ này có bầu với nam diễn viên, nhưng vì sự nghiệp, cô đã phải tới bệnh viện làm phẫu thuật nhằm phá thai. Sau đó cả hai cắt đứt liên lạc. Ngay lập tức ông xã của Lâm Tâm Như bị lôi vào cuộc, bởi từ xưa đến nay đều bị gán cái mát, lão cán bộ uy nghiêm và chính trực. Còn nhân tử chính xác là từ sau nhí nổi danh, từ nhà có trai có gái. Cặp đôi từng có dịp hợp tác trong chiến trường xa trở nên thân thiết với nhau, cả trên phim trường lận ngoài đời. Thậm chí Hoắc Kiến Hoa còn vô cùng mừng rỡ khi MC bí mật mới dương tử trở thành khách mời đặc biệt đến trường quay. Vậy nhưng điểm đáng ngờ rằng trong đám cưới của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như, Dương Tử hoàn toàn vắng mặt. Dù rằng sau đó Dương Tử đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định tin tức là giả, song cho tới tận bây giờ, tin đồn này vẫn trở thành vết nhơ trong đời tư của cặp đôi màn ảnh, chân nhau tới 13 tuổi này. Về tần Tuấn Kiệt, cặp đôi phim giả tình thật sau siêu phẩm Chu Tiên sau hai năm hẹn hò, cả hai chia tay nhau trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy nhiên, hình ảnh hẹn hò của cả hai từng khiến công chúng dậy sóng bởi mức độ có phần nhạy cảm. Sau khi chia tay, nhân tử có ấn nút theo dõi tài khoản anti Tần Tuấn Kiệt, khiến cộng đồng mạng xôn xao về việc rốt cuộc Tần Tuấn Kiệt đã làm điều gì có lỗi khiến nhân tử ghét bỏ tới nhân này. Chính vì những phút từ to cho tới nhỏ, dân tử trở thành mỹ nhân thị phi mới của làng giải trí hoa ngữ dù rằng diễn xuất đã được khẳng định và nhận được yêu mến. Tuy nhiên, tính cách của cô nàng nhận được vô số phản ứng trái chiều của netizen. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.